Hello, xin chào các chỉ huy và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trong video này thì Sam sẽ chia sẻ đến với chỉ huy và các bạn những cái thông tin liên quan về nhân vật Bianca Stigmata, một nhân vật attacker thế hệ thứ 2 vừa mới được cập nhật ở trong cái phiên bản Across the Runner Sea. Đây là một nhân vật có một cái sức mạnh rất là lớn cũng như là một cái lối chơi là vô cùng dễ để thành thục và có thể nói gần như là bắt buộc ở trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà team vật lý đang ở trong cái thời kỳ hoàng kim, cái thời kỳ mạnh nhất của mình. Trong video này, Sam sẽ đi qua tất cả những cái thông tin mà Sam biết về cái nhân vật Bianca Stigmata. Từ nội dung rồi thì đến lối chơi, trang bị. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với cái phần đầu tiên của video. Khác với mọi khi thì phần đầu tiên của video này mình sẽ lại chưa nói về cái bộ kỹ năng cơ bản của Bianca vụ, mà mình muốn nói về một cái thông tin bên lề thôi, có liên quan đến frame của cô. Đó chính là việc cái sự thay đổi tên gọi từ Abyss Stigma sang Stigmata như chúng ta đang thấy ở thời điểm hiện tại. Thì mình có tìm hiểu một chút về cái tên gọi gốc của cái frame của chúng ta ở tiếng Trung. Thì hai cái từ này khi mà mình tra từ điển Hán Việt thì mình được biết cái tên của nó tạm dịch ra là thâm ngấn, với từ thâm ở đây tức là sâu, có thể thấy ở trong những cái từ như là thâm cung hay là uyên thâm, và từ ngấn thì có thể tạm thời hiểu là một vết sẹo. Thì trước đây ở cái thời điểm BNK ra mắt thì đã có một vài bản dịch thô gọi đây là frame có tên là Deep Scar, và sau đó thì chúng ta có một cái có thể gọi là gần như là một cái poster đến từ chính phía của Kuro. Và chúng ta biết được cái tên chính thức đó là Abyss Stigma. Thì ở đây mình đã có thể hiểu hơn được chữ thâm ở đây không đơn thuần có nghĩa là sâu, mà nó nói về một cái thâm uyên, một cái nơi rất đen tối, đó chính là Abyss. Cũng như là cái từ Stigma là viết tắt của Stigmata, tức là từ ngấn không chỉ đơn thuần là một vết sẹo mà đó là một cái vết thánh. Và vết thánh là gì thì các chỉ huy có thể lên Google để tìm hiểu, bởi vì đây là một hình ảnh nó liên quan đến tôn giáo. Có thể nói thì mình rất thích cái tên Epic Stigma. Đầu tiên nghe nó rất là ngầu, và thứ hai nó thể hiện được đầy đủ cái ý nghĩa tên gọi của cái frame của Bianca, cũng như là nó liên quan đến cái phần cốt truyện của cô, khi bản thân cô cũng là một nữ tu, một hình ảnh rất là trong sáng và thánh thiện của tôn giáo. Và phía bên kia cô cũng thường được người ta chế nhạo cũng như là gọi cô là phù thủy, cũng là một phần rất là đen tối, một cái tên mang đầy đủ ý nghĩa cũng như là hình ảnh đối lập. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, ở phiên bản Global thì tên chính thức của frame đã được đổi thành chỉ đơn giản là Stigmata, tức là vết thánh thôi. Thì mình thấy cái tên này thì cũng vẫn hay và cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ tiếc là so với cái tên gốc của tiếng Trung thì nó đã bị mất đi một nửa ý nghĩa rồi. Về bộ kỹ năng của Bianca thì đây sẽ là một lượng thông tin khá là lớn, cho nên Tham sẽ để lại timestamp ở phía dưới. Tam sẽ chia bộ kỹ năng của Bianca theo hai dạng như game cũng chia, đó là dạng trượng Staff Form và dạng kiếm Sword Form. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với dạng trượng Staff Form của Bianca. Đây là cái dạng chiến đấu cơ bản đầu tiên ngay khi mà chúng ta swap in Bianca vào sân. Ở trong hình thái này chúng ta có thể sử dụng Orb Skill, và với Orb đỏ sẽ là những nhát chém liên tiếp. Càng nhiều Orb ping thì sẽ chém càng nhiều nhát. Với Orb vàng thì sẽ có một nhát chém và một phát đá ngược người hất lên. Với mình thì Orb vàng sẽ có một cái animation không được tốt cho lắm để parry, cho nên chúng ta sẽ ưu tiên dùng Orb đỏ. Hoặc là Orb xanh thì đây là một cái Orb mà mình thấy có animation tốt nhất và chúng ta cũng dễ cancel nhất. Bởi vì khi mà chúng ta ném cái kiếm ra là chúng ta có thể cancel được rồi. Lưu ý đầu tiên ở dạng chiến đấu Staff Form đó là các cái chiêu thức né bình thường của BNK sẽ không thể kích hoạt Magic ngay cả khi các chỉ huy né được đòn của địch, mà ở dạng này chúng ta sẽ phải chủ động kích hoạt Magic bằng cách giữ chặt phím né. Thời gian tồn tại của Magic các chỉ huy có thể nhìn thấy có một cái UI ở phía trên ở đây, và nó là 4 giây, tương tự như là một cái đòn Magic bình thường. Nó cũng sẽ hỗ trợ những cái Orb của chúng ta, từ 1 cũng sẽ được tính thành 3 Orb. Ngoài ra thì thời gian cooldown của nó là 12 giây, và các chỉ huy có thể nhìn cái biểu tượng ở phía dưới. Khi mà có hai cái vòng nó xoay quanh cái biểu tượng né của chúng ta thì lúc đó là cái Matrix của chúng ta đã sẵn sàng để kích hoạt. Và khi đang cooldown thì chúng ta sẽ không có cái biểu tượng đó.
Điều lưu ý thứ hai của chúng ta ở dạng chiến đấu Staff Form đó chính là việc chúng ta sẽ có một cái thanh 3 ping M, một cái thanh ọp M đằng sau như các chỉ huy có thể thấy ở đây. Và đây sẽ là tiền đề để mà chúng ta có thể kích hoạt chiêu thức Core Passive của BNK. Chúng ta sẽ chỉ có thể kích hoạt chiêu thức này ở trong Matrix. Ví dụ như ở đây, mặc dù là mình đã có được cái ọp vàng ở ngay phía dưới những cái ọp M đó, thế nhưng khi mà mình ping thì cũng không thể kích hoạt được cái chiêu thức Core đó. Cách để chúng ta có thể kích hoạt chiêu thức Core đó chính là việc chúng ta đầu tiên sẽ kích hoạt Matrix và sau đó kích hoạt một cái ọp cùng màu với cái thanh M đó ở ngay phía bên dưới. Khi đó thì BNK sẽ tách làm hai và chém một chiêu X như các chỉ huy vừa thấy. Đồng thời thì những cái cụm ọp của chúng ta sẽ được xếp lại thành từng cái cụm 3 ping cùng màu với nhau để chúng ta có thể dễ dàng thực hiện những cái combo sau này. Ngoài ra thì sau khi mà chúng ta thực hiện cái chiêu chém Core đó thì cái phần ọp M nó sẽ không reset lại, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ bắt buộc phải hoàn thiện combo của Bí. Chúng ta sẽ phải chuyển sang dạng kiếm và sau đó ulti ở dạng kiếm một lần nữa để chuyển về dạng trượng. Thì khi đó chúng ta mới có lại cái thanh ọp M đó để kích hoạt lại chiêu co một lần nữa. Sát thương của chiêu co sẽ được tính là 4, 5 và 6 ping. Chúng ta ping càng nhiều ping thì sát thương của chiêu đó càng cao. Ngoài ra thì cái vị trí của ọp các chỉ huy cũng không cần phải quá lo lắng. Ví dụ như ở đây, các chỉ huy có thể thấy rằng tuy ở đây mình có một cái cụm 3 ping đỏ và chỉ có duy nhất cái viên đầu tiên được nối vào với cái thanh M ở trên, thì khi mà mình kích hoạt chiêu thức co, nó vẫn sẽ hút hết cả hai viên còn lại và chúng ta vẫn sẽ có một cái sát thương tương đương với 6 ping. Và ọp của chúng ta cũng sẽ được tự xếp lại. Điều thứ ba chúng ta cần phải lưu ý đó là khi mà chúng ta ping ọp ở trong trạng thái Matrix sẽ cho chúng ta một phần năng lượng của một cái thanh ở dưới đây. Và nếu như mà chúng ta thi triển cái đòn core thì chúng ta sẽ có một cái lượng rất là lớn cái thanh đó. Cái thanh này thì chúng ta sẽ sử dụng ở dạng kiếm, tức là dạng short form. Tóm lại, ở dạng chiến đấu trượng, các chỉ huy hãy lưu ý 3 điều. Đầu tiên, đó là việc Matrix chúng ta sẽ phải chủ động kích hoạt thông qua việc giữ phím né. Điều thứ hai, đó là chiêu thức core chúng ta sẽ phải nối cái phần ọp M đấy xuống bên dưới sao cho có những cái ọp cùng màu thì chúng ta mới có thể chém được cái chiêu core. Và thứ ba, khi mà chúng ta ping ọp trong Matrix cũng như là chém cái chiêu core thì chúng ta sẽ có một cái thanh năng lượng được dùng khi mà chúng ta chuyển sang dạng short form, dạng kiếm. Sau khi các chỉ huy đã chiến đấu xong ở hình thái trượng thì chúng ta sẽ thi triển Ultimate 1 để chuyển sang hình thái kiếm. Và ở trong cái hình thái kiếm này, cái thanh năng lượng phía dưới của chúng ta sẽ tụt liên tục. Thanh này sẽ rất quan trọng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thứ nhất đó là tốc độ ra đòn của BNK và thứ hai đó là tốc độ tích lũy Stigmata Win. Nó là một dạng điểm mà nó sẽ ảnh hưởng đến sát thương của chiêu Ultimate 2. Giờ thì mình sẽ chuyển sang và tấn công cho các chỉ huy xem cái tốc độ tấn công của BNK ở cái trạng thái còn thanh năng lượng. Như các chỉ huy vừa thấy thì khi mà thanh năng lượng đó còn, tốc độ tấn công của BNK sẽ rất là nhanh. Còn bây giờ khi mà thanh năng lượng đã hết thì các chỉ huy sẽ cảm nhận được điều đó khá là rõ rệt thông qua cái hiệu ứng âm thanh khi mà cái hit rate nó không còn dồn dập nữa. Một trong số những chiêu thức để mà có thể nhận diện dễ nhất đó chính là kiếm khí. Giờ đây thì Sam sẽ chém kiếm khí khi mà thanh năng lượng vẫn còn. Như các chỉ huy có thể thấy thì khi mà còn thanh năng lượng thì kiếm khí được thi triển rất nhanh. Còn giờ khi mà thanh năng lượng đã không còn nữa, các chỉ huy thấy rằng là kiếm khí đã thi triển chậm lại đôi chút. Ở trong hình thái kiếm short form thì có hai điều các chỉ huy cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất đó là Stigmata Win, đó chính là cái con số tích lũy mà Sam đã nói. Các chỉ huy có thể nhìn thấy ở cái thanh năng lượng ở phía dưới. Như chúng ta thấy ở đây, cứ mỗi một điểm Stigmata Win sẽ khiến cho sát thương của Ulti 2 được tăng lên 6%. Hãy giả sử một chỉ huy chém Ulti 2 ở 70 stack
và một chỉ huy chém ulti 2 ở 80 stack. Cái việc chênh lệch 10 stack thôi đã khiến cho việc chênh lệch sát thương lên đến con số là 60% rồi. Rõ ràng vấn đề mà chúng ta thấy ở đây đó là chỉ chênh lệch nhau có 10 điểm thôi mà cái lượng sát thương chênh nhau cũng là kha khá rồi. Việc chúng ta quyết định chém Ultimate 2 ở cái mốc năng lượng thứ bao nhiêu nó sẽ khiến cho cái thành tích của chúng ta có cái sự thay đổi khá là đáng kể. Và rõ ràng chúng ta sẽ muốn chém Ulti 2 ở cái mức Stigmata Win càng cao càng tốt. Đến với cái lưu ý thứ hai, cũng là vấn đề thứ hai ở trong hình thái short form, đó chính là kiếm khí. Thì khi nào chúng ta có thể thi triển kiếm khí? Các chỉ huy có thể thấy thông qua cái hiệu ứng hình ảnh, đó là cái thanh kiếm của Bí nó có một cái luồng năng lượng, cũng như là ở cái thanh bên dưới của chúng ta có cái biểu tượng đèn lồng và cái hõm này. Khi đó chúng ta có thể giữ phím tấn công, Bí sẽ thi triển đòn hất lên, sau đó là kiếm khí và một đòn đâm xuống. Thì đây chính là kiếm khí. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để có được kiếm khí? Thì đầu tiên các chỉ huy hãy quan sát cái chuỗi đánh thường của Bí ở trong cái hình thái kiếm này. Nó sẽ có một nhịp khiến cho BNK nhảy lùi về. Chính là nhịp này đây. Và chính ở cái nhịp đó chúng ta sẽ được quyền thi triển kiếm khí. Thì mình sẽ đánh lại một lần nữa để các chỉ huy có thể dễ theo dõi. Đánh thường cho đến nhịp nhảy lùi. Khi thanh kiếm rực cháy lên, chúng ta sẽ có khả năng thi triển kiếm khí. Thì đây là cái cách đầu tiên để chúng ta có thể có được kiếm khí. Cách thứ hai để chúng ta có thể có được kiếm khí đó là ở hình thái kiếm, chúng ta né đòn của kẻ địch. Như các chỉ huy thấy thì chúng ta sẽ không kích hoạt Matrix, nhưng mà chúng ta sẽ được quyền thi triển kiếm khí sau khi mà chúng ta né đòn của địch ở cái trạng thái kiếm. Chỉ cần né đòn thôi là chúng ta sẽ được quyền thi triển kiếm khí. Cách thứ ba thì là cái cách đơn giản nhất và cũng là cách tốn kém nhất, đó là việc chúng ta sẽ trang bị vũ khí chấn phái cho BNK, và cứ mỗi khi chúng ta thi triển xong ulti 1, chúng ta sẽ mặc định có một lần thi triển kiếm khí. Tóm lại, ở trong hình thái short form, hình thái kiếm của BNK, các chỉ huy chỉ cần lưu ý hai điều, đó là đầu tiên hãy cố gắng tấn công thật nhanh khi mà cái thanh năng lượng của chúng ta còn chưa tụt hết. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tích lũy được cái Stigmata Will Stack này cao lên. Và chúng ta sẽ muốn cái stack này càng cao càng tốt để khi mà chúng ta đánh cái đòn anti 2, chúng ta sẽ có một cái lượng sát thương nó ấn tượng hơn. Và điều thứ hai đó là về kiếm khí. Nếu như mà các chỉ huy có chấn thì tốt quá rồi, chúng ta có thể thi triển ngay. Còn nếu như mà các chỉ huy sử dụng vũ khí 5 sao, thì các chỉ huy sẽ bắt buộc phải sử dụng một trong hai cách mà Sam đã nêu trên, đó là đánh thường cho đến khi mà chúng ta đến cái nhịp nhảy lùi. Thì khi này chúng ta sẽ có thể thi triển kiếm khí, cũng như là chúng ta sẽ né đòn kẻ địch để mà chúng ta sẽ thụ động có kiếm khí. Ở cái phần tiếp theo thì Sam muốn nói đến một cái thuật ngữ mà Sam tự gọi thôi, đó là combo dài và combo ngắn. Đầu tiên thì để mà nói về combo dài thì chúng ta sẽ phải nói về combo ngắn trước. Thì về cơ bản để mà thi triển cái combo ngắn thì mặc định là các chỉ huy phải có chấn rồi. Tại sao lại gọi nó là combo ngắn? Bởi vì ngay sau khi các chỉ huy thi triển ulti 1 thì chúng ta sẽ bay lên và chém kiếm khí luôn. Thì cái này nó gọi là combo ngắn. Sở dĩ các chỉ huy làm được điều này là bởi vì chúng ta có chấn, và chấn thì sẽ giúp chúng ta có thể có ngay được kiếm khí khi mà chúng ta vừa mới chuyển dạng. Tuy nhiên thì với những chỉ huy sử dụng 5 sao, và đặc biệt là với những chỉ huy mà kể cả có chấn nhưng vẫn ở những cái mức rank đó là SS hoặc thậm chí là BS chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không nên chém cái combo ngắn này. Bởi vì thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái lượng Stigmata Win rất là thấp. Như các chỉ huy thấy ở đây là kể cả mình có chấn, thế nhưng mà mình chém combo ngắn xong thì chỉ có 54 điểm thôi. Và với cái 54 điểm này thì khi mà mình chém ulti thì lượng sát thương nó cũng không cao. Ngoài ra thì với những chỉ huy dùng 5 sao thì chắc chắn là các chỉ huy không thể nào mà có thể bay lên chém kiếm khí ngay khi mà vừa ulti 1 được. Cho nên là các chỉ huy vẫn sẽ phải đánh theo cái lối gọi là combo dài. Vậy thì cái combo dài này nó là như thế nào? Thì như ở cái phần trước khi mà Sam đã nói, cái chuỗi đánh thường của BNK sẽ có một cái nhịp mà BNK nhảy lùi về, và khi đó chúng ta sẽ được quyền thi triển kiếm khí luôn.
thì ở cái nhịp nhảy lùi về đó chúng ta sẽ giữ cái phím tấn công luôn để Bianca sẽ bay lên và chém luôn, thì trông nó sẽ như thế này. Và ở cái tốc độ cao hơn khi mà chúng ta vẫn còn đầy thanh năng lượng thì nó sẽ như thế này. Như các chỉ huy có thể thấy thì khi mà mình thực hiện một cái đòn combo dài với chấn thì mình đã lên đến tận 90 cái stack stigmata, cũng như là cái việc thực hiện combo dài ở cái thời điểm khi mà chúng ta còn cái thanh năng lượng với cái tốc độ chém cao thì nó cũng không chậm hơn cái tốc độ của chúng ta là mấy. Với việc mà có stack cao cũng như là rất là dễ làm như vậy thì tốt nhất với những chỉ huy mà ở cái mức rank SS trở xuống, cũng như là với những chỉ huy sử dụng 5 sao, thì là bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng combo dài để mà chúng ta có thể tối ưu được cái sát thương, năng lượng cũng như là stigmata will. Sau đây thì mình sẽ demo một cái combo đầy đủ từ cái thời điểm chúng ta đánh ở dạng trượng rồi thì sang dạng kiếm đánh một combo dài và ultimate nó sẽ như thế nào. Và như các chỉ huy có thể thấy thì bây giờ là mình hoàn toàn có thể đánh ulti với 90 stigmata win stack và lượng sát thương cũng khá là ok rồi. Ở phần tiếp theo mình sẽ nói về những cái sự nâng cấp khi mà chúng ta nâng rank cho Bianca. Đầu tiên thì ở cái mức rank S5 chúng ta sẽ có thêm 20% tỷ lệ chí mạng, thì đây là một cái bonus khá là tốt. Tiếp theo, khi mà chúng ta lên được mức rank SS, các chỉ huy sẽ có được khả năng kích hoạt QTE hai cái nhân vật ngoài sân khi mà chúng ta đánh cái đòn ultimate 2. Thì như ở đây khi mà mình đánh đòn ultimate 2, mình có thể kích hoạt QTE của cả hai nhân vật còn lại luôn. Thì đây là một cái nâng cấp bắt buộc. Tối thiểu các chỉ huy phải đạt được cái mức rank SS với Bianca thì như vậy chúng ta mới có thể chiến đấu hiệu quả với Bianca được. Về hai mức rank SS3 và 3S thì đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến Cơm, người đã cho mình mượn cái tài khoản để có thể review với các chỉ huy và các bạn hai cái mức rank này. Ở mức rank SS3, sau khi mà các chỉ huy nâng cấp được lên cái mức rank này thì kiếm khí của chúng ta khi này sẽ cho nhiều cái năng lượng ultimate hơn, cũng như là chúng ta sẽ có được thêm một cái cụm 3 ping mỗi khi mà chúng ta swap in BNK vào sân. Và rõ ràng rằng ở cái mức rank này thì nó sẽ giải quyết luôn hai cái vấn đề mà các chỉ huy vẫn thường đắn đo. Thứ nhất là chúng ta sẽ luôn luôn có đủ năng lượng để ultimate, cũng như là chúng ta cũng không cần phải trang bị thêm deadline tham minh làm gì, trừ phi các chỉ huy chơi theo lối chơi là Bianca đứng sân toàn thời gian. Và cuối cùng, ở cái mức rank 3S thì đây sẽ là một cái sự nâng cấp cực kỳ đáng kể. Và có thể nói là ở cái mức rank này thì nó sẽ unlock ra thêm cho Bianca một cái lối chơi rất là dị, mà một vài các bạn có thể đã biết, đó là sẽ tập trung giết boss bằng ultimate 1, thậm chí là còn không cần phải dùng đến kiếm khí và đánh ultimate 2 nữa. Vì những cái nâng cấp ở rank 3S thì nó sẽ bao gồm đó là việc cái chiêu ultimate 1 của chúng ta, cái chiêu đổi dạng từ dạng trượng sang dạng kiếm, nó sẽ được thêm một cái lượng sát thương nữa tương đương với số orb mà chúng ta bấm, tính cả cái chiêu tức co khi mà chúng ta kích hoạt matrix. Vì vậy cho nên là cái sát thương chiêu ultimate 1 của chúng ta nó sẽ lên rất là cao. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có được ngay lập tức 30 stack của stigmata will khi mà chúng ta chuyển từ cái dạng trượng sang cái dạng kiếm, cộng với cả chấn. Nếu như các chỉ huy chưa biết thì chấn của Bianca cũng sẽ cho cô ấy không những là cái khả năng chém kiếm khí ngay mà sẽ cho cô ấy luôn 20 cái stack của cái stigmata will. Vậy thì ở cái mức rank 3S chỉ đơn giản cái việc mà chúng ta chuyển từ cái dạng trượng sang dạng kiếm thôi, không những chúng ta có một cái lượng sát thương lớn hơn mà chúng ta đã có ngay lập tức là có 50 stack của stigmata will rồi. Thì cái việc mà đẩy lên cái mốc 99 thì nó cực kỳ là nhanh luôn các chỉ huy ạ. Và cái nâng cấp cuối cùng nó cũng khiến cho BNK trở nên ảo diệu hơn, đó là việc giờ đây cô ấy có thể thi triển hai lượt kiếm khí thay vì là một lượt kiếm khí như ở cái mức rank thấp. Và trong thực chiến thì như các chỉ huy thấy ngay ở đây khi mà mình đổi trạng thái đã có 60 stigmata will rồi. Cũng như là cái số lượt chém kiếm khí của mình sẽ là hai lượt, tương đương với 8 nhát chém chứ không phải là một lượt 4 nhát chém như những cái rank thấp nữa. Chúng ta sẽ cùng xem lại hai lượt chém kiếm khí thì nó bá đạo như thế nào.
Đương nhiên thì lúc này sát thương không phải bàn rồi. Đây là một cái mức nâng cấp là cực kỳ khủng, với những cái mức rank cao hơn nữa, tức là trên cả 3S thì về cơ bản đó chỉ là thêm sát thương cho từng cái chiêu một thôi. Thêm sát thương cho chiêu co, thêm sát thương cho kiếm khí, cũng như là thêm sát thương cho chiêu cuối. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần có thể coi là thú vị nhất của cái video lần này, đó chính là cái trang bị của BNK sẽ như thế nào. Tâm tin chắc chắn rằng, thậm chí là sẽ có những anh em mà khi mà vào cái video này chỉ skip luôn đến cái đoạn này để rốt cuộc là xem ông Samsara ông sẽ tư vấn anh em là sử dụng cái bộ memory gì. Thì trước hết, Sam muốn bày tỏ cái quan điểm của bản thân mình. Trước khi mà chúng ta vào những cái khía cạnh chuyên sâu về trang bị nhé, thì Sam muốn nói lên cái quan điểm của bản thân của Sam trước. Đó là về cái việc Sam không bao giờ so sánh người này với người kia. Không bao giờ so sánh một học sinh giỏi toán với một học sinh giỏi văn cả. Từ cái thời điểm mà BNK ra mắt thì Sam đã nhận thấy là có rất là nhiều những cái hướng dẫn này đến từ kể cả người casual hay là người chuyên nghiệp này. Rồi thì những cái sự tranh luận, rồi thì đàm đạo của anh em là rốt cục cũng chỉ quanh đi quẩn lại về cái vấn đề là mặc cái gì. Thì Sam nói thật luôn, quan điểm của Sam là con người chúng ta là khác nhau. Chúng ta không phải là robot sản xuất hàng loạt mà ai cũng như ai được. Chính vì vậy, sẽ có người hợp với cái set memory này và cũng sẽ có người hợp với cái set memory kia. Thực tế là đã có những anh em đến hỏi Sam tư vấn thì Sam cũng chỉ tư vấn một câu cực kỳ đơn giản thôi, đó là hãy thử đổi sang cái set memory còn lại và test thử xem là bản thân mình phù hợp với cái set nào. Cái đó thì nó sẽ thể hiện ra ngay anh em ạ. Anh em phù hợp với set nào thì anh em sẽ thấy thứ nhất là gì? Đánh thuận tay hơn. Và thứ hai là gì? Thành tích nó tốt hơn. Cái kết quả, cái con số thì nó không bao giờ nó nói dối được. Thế nhưng mà không thể nào lấy đáp án của người này cho người kia được. Ok, Sam đã nói rông dài xong rồi. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với từng cái khía cạnh một trong cái vấn đề hạng mục trang bị của BNK. Thì đến với cái hạng mục đầu tiên nhé, vũ khí chấn. Thì nhớ anh em bây giờ vẫn đắn đo là thế bây giờ BNK không có chấn thì có chơi được không? Thì thực ra con nào không có chấn thì cũng chơi được hết thôi. Nhưng mà với BNK thì nó cũng không quá là khổ. Chủ yếu là bạn sẽ bị mất cái sát thương từ việc là bạn sẽ không có ngay 20 cái stack của Stigmata Win thôi. Còn về combo thì chúng ta sẽ đánh theo cái combo dài mà Sam vừa mới trình bày ở cái phần trước ấy, là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đánh được. Chúng ta đánh đủ số hit, chúng ta vuốt kiếm khí và rồi thì chúng ta đánh multi 2 thôi. Nếu như mà có cơ hội thì hãy cố gắng bổ sung chấn càng sớm càng tốt. Còn nếu như mà chưa có ấy, thì năm sau vẫn ổn anh em nhé. Còn với những em nào mà có chấn rồi ấy, thì nó sẽ tùy theo cái lối chơi của anh em thôi. Thì ở đây thì là cái arc mình mượn thì là Cơm đang chơi lối chơi solo đứng sân. Thì cậu ấy sẽ cần off deadline thăng minh tại vì là chúng ta không có swap sang nhân vật khác. Cái nhân vật đứng sân thì nó sẽ liên tục tiêu thụ off thì sẽ cần deadline. Cũng như là sẽ lấy cái mà cá nhân mình, theo cá nhân mình thì mình thích cái 30% hơn. Còn lý do tại sao mà Cơm dùng cái 15% này là bởi vì là Cơm dùng cái kỹ thuật là kiếm khí vô hạn. Cho nên là Cơm sẽ rất ít khi mà chuyển về cái dạng 1 để mà ping off. Chính vì vậy cho nên là Cơm sẽ dùng cái 15% toàn thời gian. Còn nếu như bạn là một người chơi cơ bản ý, thì Sam sẽ khuyên bạn cái lựa chọn ưu tiên đầu tiên, đó chính là Glorious Afterglow. Thì chúng ta sẽ dùng cái dòng là tăng 30% cái attack của vũ khí trong vòng 8 giây sau khi mà chúng ta dùng cái 3 ping. Cái này thì không đơn thuần chỉ là ý kiến của Sam, mà ngay cả trên trang RightRaven.com thì như các bạn thấy ở đây thì người ta cũng luôn đặt cái ưu tiên cho Glorious Afterglow lên cái vị trí số 1. Ngoài ra thì các bạn cũng nên lưu ý đó là tối thiểu chúng ta cũng chỉ cần một cái này thôi là đủ rồi. Nếu như mà làm cái người chơi mà không có quá nhiều cái tiền để mà nâng cấp thì chỉ cần một là đủ. Cũng như là ở cái mức rank 3S thì chúng ta mới nên bắt đầu là resonant vũ khí cho BNK. Bởi vì là ở những cái mức rank thấp hơn 3S thì BNK sẽ rất là khó để mà tận dụng cái buff này. Do là chúng ta sẽ không có chém kịp trong vòng 8 giây để mà chúng ta hoàn thiện combo của BNK. Tiếp theo là đến cái vấn đề pet. Thì sẽ có nhiều bạn có một cái suy nghĩ rằng là pet ấy thì chỉ những cái người chơi nào mà cạnh tranh nhiều thì mới lấy. Thực ra thì cái đấy nó cũng không hẳn. Bởi vì có những con pet ví dụ như là của BNK thì nó cũng khá là tốt. Nó có thể dùng chung cho các nhân vật vật lý thì bạn có thể lấy cũng được. Còn không lấy thì cũng không sao. Với những người chơi mà có lấy pet ấy
khi mà chúng ta chọn cái kỹ năng nâng cấp cho pet, chúng ta hãy ưu tiên hai kỹ năng. Thứ nhất là cái kỹ năng Void Ray Converse này, thì đây là cái kỹ năng chấn phái của BNK rồi, nó sẽ tăng trực tiếp cho BNK thôi. Thì bất cứ con pet S nào thì nó cũng sẽ có một cái kỹ năng mà nâng cấp cho cái chủ nhân gốc của nó, cụ thể con cá đuối là BNK, thì chúng ta sẽ nâng mắc cái kỹ năng này trước. Kỹ năng ưu tiên thứ hai của chúng ta ấy, thì nó sẽ là cái kỹ năng là tăng cái phần trăm sát thương vật lý cộng thẳng. Thì đây là hai kỹ năng khi mà các bạn mua một con pet về thì nó ở rank S thì chúng ta sẽ được chọn hai kỹ năng, thì chúng ta sẽ ưu tiên hai kỹ năng này. Kỹ năng thứ ba mà các bạn có thể lưu tâm đến thì nó có thể là kỹ năng attack cộng thẳng, hoặc là kỹ năng mỗi khi mà chúng ta active con pet thì attack của chúng ta sẽ được cộng thêm 75 điểm. Thì nếu như mà chúng ta đánh lâu dài ấy, thì chúng ta chọn cái này, bởi vì là sau khi mà hai lần thì chúng ta sẽ được cộng thành 150 điểm. Còn nếu như mà chúng ta đánh ngắn, ví dụ như đánh trong cây mà combo chết luôn, thì chúng ta sẽ chọn cái kỹ năng này để mà chúng ta được luôn 100 cái attack mà không cần phải nghĩ nhiều. Đến cái phần thú vị nhất, đó chính là việc là bây giờ cái bộ memory của BNK thì chúng ta sẽ dùng cái bộ memory gì. Thì mình sẽ nói từ cao xuống thấp trước nhé. Đầu tiên là ở cái mức rank 3S thì chắc chắn rồi, hầu hết tất cả các BNK ở cái thời điểm hiện tại khi mà họ đã 3S thì họ sẽ sử dụng đó là bộ 4 Chalot cũng như là bộ 2 Coty. Lý do tại vì sao? Tại vì cái bộ 2 Coty này thì ở trong tương lai ấy, nó sẽ có thêm một cái chế độ, đó là một cái chế độ nhét thêm được memory vào trong cái vũ khí chấn phái. Thì trông nó sẽ như thế này. Khi đó thì các bạn sẽ được nhét thêm hai cái memory vào trong chấn nữa. Như ở đây thì đây là cái set Coty nhưng mà hình ảnh bên Trung Quốc. Thì với những người chơi ở cái mức rank S3 hay là SS thì họ hoàn toàn có thể là chơi trước cái set 2 Coty, và sau này khi mà cái tính năng đục lỗ cho chấn mở ra thì họ sẽ đục thêm hai mảnh Coty nữa. Như vậy là họ sẽ có set 4 Chalot và set 4 Coty. Thì đây là một cái sự phối hợp vô cùng là hiệu quả, bởi vì khi mà BNK của chúng ta thi triển ulti 1 thì nó cũng đã kích hoạt được cái bộ 4 của Coty rồi. Và như vậy thì toàn bộ những cái lượng sát thương sau đó gồm có kiếm khí và ulti 2 sẽ được tăng lên rất là đáng kể. Chính vì vậy cho nên là với những người chơi mà từ S3 đổ lên thì ngay ở cái thời điểm hiện tại họ đã hướng đến cái việc đó là sử dụng set Coty luôn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái mức rank SS và cả mức rank S cơ bản. Có thể nói thì đây chính là cái mốc mà anh em tranh luận với nhau nhiều nhất. Bởi vì có người thì đánh Coty cảm giác tốt hơn, có người đánh Liên Minh Úc cảm giác tốt hơn. Và mình tôn trọng cả hai cái điều đó. Và mình cũng mong là anh em cũng hãy nhìn nhận cái đó với một cái góc nhìn mở. Bởi vì sao? Trên thực tế, có nhiều anh em không đánh được Liên Minh Úc và cũng có nhiều anh em không thích khi mà đánh Coty. Cái này thì là nó là quan điểm cá nhân của mỗi người. Cũng như là trên thực tế nhé, mình cũng đã test rồi. Bản thân mình ở đây cũng đang sử dụng cả hai set Liên Minh Úc và Coty. Mình cũng trao đổi với những anh em trên Discord của mình và kết quả cho thấy rằng đúng là tỷ lệ 50-50 luôn. Có những anh em cầm Coty có thành tích tốt hơn, đánh tốt hơn, nhưng cũng có những anh em cầm Liên Minh Úc cho ra kết quả tốt hơn, nhưng mà đổi sang Coty thì gần như là không đánh được, bởi vì là cũng có những cái khác nhau trong cái tính toán lượng sát thương và năng lượng. Chính vì vậy cho nên là ở cái mức rank SS, nếu như anh em hỏi ý kiến riêng của mình vẫn khuyên anh em là hãy sử dụng Coty nếu như anh em là một người chơi mới. Bởi vì sao? Với những người chơi mới chưa quen với những cơ chế của game thì đừng quan tâm đến sát thương vụn. Sử dụng Coty nó sẽ giúp anh em có được một cái trải nghiệm combo nó mượt mà hơn. Và khi anh em combo mượt mà rồi, anh em có thể thay đổi sang những cái set memory khác sau. Và thứ hai, nếu như mà anh em là một cái người chơi cũng đã chơi được một thời gian rồi, hiểu được mọi cơ chế của game rồi, thì sau đây Sam sẽ phân tích những cái khác nhau cơ bản và demo cho anh em luôn những cái khác nhau giữa hai cái set memory này nó thực tế là như thế nào. Đầu tiên, với set memory bộ 2 Coty, khi mà anh em swap in vào, anh em sẽ cần 2 lần 3 ping là anh em sẽ đủ để có thể kích hoạt được cái ulti 1. Như ở đây thì 1 lần 3 ping và 2 lần 3 ping là anh em hoàn toàn có thể kích hoạt được ulti 1. Còn với Liu Wenwu thì anh em sẽ cần nhiều hơn 2 cái 3 ping để có thể kích hoạt được ulti 1. Như ở đây mình sẽ kích hoạt 1 cái 3 ping, 2 cái 3 ping, và sau đó mình sẽ còn phải ping off lẻ nữa. Nhưng em có thể thấy rõ ràng rằng là cái việc sử dụng Liu Wenwu ở cái rotation đầu tiên nó sẽ khiến cho anh em khá là khó khăn. Tuy nhiên anh em đừng quá lo lắng, bởi vì Liu Wenwu từ cái rotation thứ 2 trở đi
anh em sẽ không bị thiếu năng lượng nữa. Cái này là do mình đánh rồi, và anh em có thể yên tâm rằng là từ cái lần thứ hai trở đi thì anh em sẽ không bao giờ thiếu orb như cái trường hợp ở cái rotation 1. Quay trở lại với Coty, nếu như mà chúng ta đánh combo ngắn thì chúng ta sẽ chỉ cần chém thêm vài hit thôi là chúng ta sẽ có được ulti 2. Như các chỉ huy có thể thấy thì chỉ cần chém lên khoảng 70 thôi và lúc đấy là chúng ta đã có đủ mana để ulti 2 rồi. Cũng với set Coty, nếu như chúng ta đánh combo dài, chúng ta sẽ có đủ mana để ulti luôn. Còn với Liu Wenwu, ngay cả khi San đánh một combo dài, thì chúng ta vẫn sẽ chưa có đủ mana để mà chúng ta ulti. Chúng ta sẽ cần phải chém thêm một vài cái hit nhanh nữa thôi thì là chúng ta cũng sẽ có đủ mana để ulti. Ok, vậy thì ở cái thời điểm này các anh em chắc chắn sẽ có một cái câu hỏi, đó là vậy thì Sam, nếu như mà chúng ta ở cái mức rank SS, cái tốc độ tích lũy stack của chúng ta sẽ rất là chậm, gần như là mặc định chúng ta sẽ phải chém combo dài kể cả dù việc mà chúng ta có chấn hay là không. Như vậy thì dù chúng ta dùng chấn hay dùng 5 sao mà vẫn đánh combo dài thì chẳng phải là Liu Wenwu sẽ có lợi hơn sao? Bởi vì rõ ràng nếu như mà nói về dam thì chắc chắn là Liu ăn chặt. Ở cái rank thấp thì lại bắt buộc phải đánh combo dài, vậy thì cái việc mà chém thêm có 1-2 hit nhỏ để mà có ulti thì cũng có bỏ bèn gì đâu. Thế này thì rõ ràng là Liu Wenwu ăn chặt rồi. Xét về lý thuyết, điều đó đúng. Cái đấy thì chúng ta không phủ nhận, Liu Wenwu luôn cho cái lượng sát thương đầu ra nó tốt hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề là thực tế nó sẽ luôn khác với lý thuyết. Đầu tiên, cái lượng sát thương mà Liu Wenwu cho ra nhiều hơn bao nhiêu thì cái này thì Sam không có công thức tính cụ thể. Thế nhưng mà cái lượng nhiều hơn đó so với việc mà anh em có thể ulti được nhiều lần hơn trong một cái cùng một khoảng thời gian thì chưa chắc đã là tốt hơn. Ngoài ra thì chắc chắn khi mà anh em chiến đấu sẽ rơi vào nhiều trường hợp, đó là chỉ còn 1 hoặc 2 giây nữa thôi là chúng ta sẽ hết thời gian. Rõ ràng ở cái thời điểm đó nếu như mà chúng ta có được một cái chiêu ulti để chúng ta đánh cái phát cuối cùng đấy thì thành tích của chúng ta sẽ tốt hơn so với cái việc là chúng ta tự nhiên lại thiếu một ít năng lượng và không kịp đánh cái đòn ulti đó. Anh em nào chơi Warzone thì chắc là cũng gặp rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Vậy thì câu trả lời cuối cùng của Sam đó là anh em nếu như muốn có câu trả lời chính xác thì bắt buộc, cái này là bắt buộc, anh em sẽ phải tự trải nghiệm xem mình phù hợp với set mem nào. Còn nếu như anh em muốn có một cái kết quả trung bình ấy, không bao giờ sai, thì rõ ràng Coty vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Chốt lại, với mình thì dù có dùng set nào thì cái điều quan trọng nhất đó vẫn là cái độ thuận tay và cái hiệu quả đạt được. Giả sử như ngay cả bản thân mình, mặc dù mình ở mức rank 2S chứ không phải là mức rank SS3, mình vẫn sử dụng set Coty và kết quả của mình đạt được thì vẫn khá ổn. Như các bạn đã biết thì ở cái thời điểm mình làm video thì đang có Warzone vật lý và mình vẫn đủ điểm để có thể lên được cái mức rank là Legend. Đương nhiên là mình sẽ không trụ được ở trên này bởi vì là đồ của mình thì chắc chắn là không đủ. Tuy nhiên thì lên trên này thì mình vẫn có khả năng là mình nhận được quà và sau đó thì mình lại bị đạp xuống thôi. Về bên cây thì trước giờ đây không phải là thế mạnh của mình. Tuy nhiên thì mình tin rằng là dù có cầm set nào đi chăng nữa, Liu Wenwu hay là Coty, thì mình vẫn sẽ có thể duy trì được cái vị trí 5% để có thể giúp mình có đủ cái lượng Phantom Pain Scar SS được tất cả những cái nhân vật ngay khi mà mình có thể lấy được họ về. Ok, vậy là trong toàn bộ video này Sam đã chia sẻ tất cả những gì mình biết liên quan đến những thông tin cơ bản của nhân vật BNK Stigmata. Ngoài ra còn những cái thông tin khác như là việc phối hợp giữa BNK và các thành viên còn lại của team vật lý, combo sao cho chuẩn, nâng cấp như thế nào cho hợp lý thì mình sẽ để dành ở một cái video khác nhé. Rất cảm ơn các chỉ huy và các bạn đã đồng hành cùng với mình cho đến hết video. Hẹn gặp lại các chỉ huy và các bạn trong những cái video và những cái buổi livestream tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Bye bye.